Trên thế giới, thêm 80 triệu người ở châu Á rơi vào nghèo đói do Covid-19. Phiến quân EON ở Colombia nhận trách nhiệm tấn công cơ sở dầu khí. NASA sắp phóng tàu thăm dò nghiên cứu vệ tinh của sao Mộc. Tại Việt Nam, 1.000 người dương tính khi về quê từ đầu tháng 10, cảnh báo nguy cơ tái bùng phát dịch. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu quận huyện đẩy nhanh tiêm mũi 2 cho 1,6 triệu người. Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến từ ngày 22 tháng 10 sẽ tiêm vaccine cho trẻ em. Cục Cảnh sát Hình sự lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan công viên Thủy Tiên. Khởi tố đối tượng bán con gái ruột để lấy tiền chữa bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh nên mạnh dạn mở cửa, có chính sách hỗ trợ người lao động. Quang Huy xin chào quý vị đang cùng đến với bản tin trưa trên các nền tảng của FBNC. Bản tin ngày hôm nay ngày 17 tháng 10 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Bảy 16 tháng 10 đến dự lễ tưởng niệm các nhân viên cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ. Buổi lễ diễn ra trước Điện Capitol với sự tham gia của Giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI Christopher Wray, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas và đệ nhất phu nhân Joe Biden. Các nhà lãnh đạo cùng với hàng trăm cảnh sát mặc quân phục đã cùng nhau tưởng nhớ 491 người đồng đội hy sinh tính mạng trong lúc làm nhiệm vụ từ năm 2019 đến năm 2020. Trong bài phát biểu dài 22 phút, ông Biden cho rằng làm cảnh sát hiện giờ còn khó khăn hơn gấp bội so với trước đây. Với những gia đình mất đi người thân, các bạn đã chịu đựng tổn thất quá lớn. Nhưng hãy hiểu rằng sự mất mát của mọi người cũng là sự mất mát của nước Mỹ. Nỗi đau của mọi người là nỗi đau của nước Mỹ. Ông Biden cũng chia sẻ sự đồng cảm khi đã mất hai người con của mình trong lúc họ phục vụ nước Mỹ. Ngoài ra, ông Biden nhắc đến việc các lực lượng chức năng đã can thiệp để bảo vệ Điện Capitol trong ngày 6 tháng 1 và kêu gọi phân bố nhiều nguồn lực hơn cho nhân viên hành pháp. Tổng thống đánh giá khối lượng công việc của họ hiện giờ quá nặng nề. Đồng thời, ông Biden bày tỏ niềm thương tiếc ba cảnh sát đã ngã xuống trong vụ xả súng, cũng vào hôm thứ Bảy 16 tháng 10. Nhà Trắng đã yêu cầu treo cờ rủ ở các cơ quan chính phủ vào hôm qua. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã đến bệnh viện thăm chồng là cựu Tổng thống Bill Clinton vào sáng sớm hôm qua 16 tháng 10 tại bệnh viện ở bang California. Bà Clinton có mặt thường xuyên tại viện trong 3 ngày liên tiếp, đọc sách và bàn luận chính trị với chồng. Theo người phát ngôn của cựu Tổng thống Clinton cho biết hôm 15 tháng 10, ông nhập viện vì chứng nhiễm trùng đường tiết niệu lan sang máu. Các bác sĩ cho biết ông đã được truyền dịch và thuốc kháng sinh. Cựu Tổng thống Clinton năm nay 75 tuổi, từng điều hành Nhà Trắng từ năm 1993 đến năm 2001. Ông nhập viện tại Trung tâm Y tế Đại học California tại Irvine vào chiều 12 tháng 10 sau khi cảm thấy mệt. Ông đã có cuộc trò chuyện với Tổng thống Biden vào hôm 15 tháng 10. Sau đó, ông Biden gửi lời chúc phúc bình phục và tin tưởng ông Clinton sẽ sớm trở về nhà. Thưa quý vị, theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, từ khi Covid-19 xuất hiện, số người nghèo đói tại Châu Á-Thái Bình Dương đã tăng thêm từ 75 tới 80 triệu, ước tính khoảng 30% người lao động bị ảnh hưởng, gồm mất việc làm hoặc là bị cắt giảm lương. Khoảng 1/3 số gia đình phải giảm bớt chi tiêu như là mua thức ăn và giảm lượng điện tiêu thụ. Các nước bị nghiêm trọng nhất là Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và Campuchia. Các chuyên gia của ADB đã nhận định cho rằng những người có thu nhập trung bình và thấp bị ảnh hưởng nhiều nhất vì họ gần như không có dự trữ, mất việc là lập tức gặp muôn vàn những điều khó khăn. Tiền điện, tiền thức ăn và hàng loạt các chi phí khác không thể kham nổi trong thời gian dài. Rất nhiều người đã phải tìm mọi cách như đến các tổ chức từ thiện xã hội để được trợ giúp về thực phẩm. ADB cho rằng các quốc gia trên nên có những quỹ cứu đói. Ví dụ như mỗi quận, mỗi tỉnh nên có các trung tâm phát gạo miễn phí, nơi mỗi người có thể lấy từ 1 tới 2 ký một ngày. ADB cũng cảnh báo rằng việc nghèo đói gia tăng trong đại dịch ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và nhiều vấn đề phức tạp khác. Cho dù tình hình quốc tế và khu vực thay đổi như thế nào, Trung Quốc sẽ luôn nỗ lực để phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Iran. Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho biết như vậy trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amir Abdollahian mới đây. Ông Vương cũng cho biết là Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Iran để ủng hộ nhau một cách bền vững về các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi. Họ phản đối mọi hành vi bắt nạt, quyết tâm bảo vệ công bằng và công lý quốc tế. Ông Vương cho rằng hai nước cần tăng cường hợp tác, nhất là cùng nhau chống lại Covid-19 cho
đến khi đánh bại được đại dịch. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng sẵn sàng tăng cường phối hợp với Iran trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Trung Quốc hoan nghênh Iran mới đây đã tham gia tổ chức hợp tác Thượng Hải. Theo các nhà quan sát, Iran không nên gần gũi với Trung Quốc vì không quốc gia nào giáp với Trung Quốc hoặc bị Trung Quốc ảnh hưởng mà có thể giàu có được. Những tấm gương như là Triều Tiên hay Myanmar vẫn còn nguyên giá trị. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, ông Faisal bin Farhan mới đây cũng đã cho biết rằng là việc Iran tăng tốc các hoạt động hạt nhân đang đặt thế giới vào một tình thế nguy hiểm trong bối cảnh các nỗ lực đưa Tehran trở lại thỏa thuận 2015 vẫn chưa tiến triển. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington một ngày sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, ông Farhan cũng đã kêu gọi cần đình chỉ nhanh chóng các hoạt động hạt nhân của Iran vì chúng vi phạm thỏa thuận, theo đó thì Iran sẽ từ bỏ để đổi lấy dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế. Ông bin Farhan cũng kêu gọi nhanh chóng nối lại đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran. Tân Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, người nhậm chức vào tháng 8 cho đến nay, đã từ chối nối lại đàm phán gián tiếp tại Viên. Được biết rằng là trong khu vực Trung Á, Ả Rập Xê Út và Iran là hai đối thủ không đội trời chung. Các du kích cánh tả thuộc quân đội giải phóng quốc gia ELN ở Colombia mới đây đã nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công vào sáng ngày 15 tháng 10 nhắm vào một đường ống được sử dụng để vận chuyển dầu thô đến một nhà máy lọc dầu quan trọng của đất nước. Nhà máy lọc dầu trên cho biết rằng cuộc tấn công dẫn đến một vụ tràn dầu ảnh hưởng đến thảm thực vật và đất đai xung quanh. Họ cũng nói rằng ngọn lửa bùng phát sau đó đã được kiểm soát. Trong một tuyên bố được đăng trên trang web của mình, ELN công bố cho biết rằng lực lượng du kích của chúng tôi đã thực hiện một hành động phá hoại đường ống La Sierra do Ecopetro sử dụng vào ngày hôm nay 15 tháng 10 ở vùng Pakistan. Được biết rằng sau khi chính phủ Colombia đạt được thỏa thuận hòa giải với phần lớn lực lượng FARC, thì lực lượng cánh tả chuyên đánh du kích ELN đang nổi lên như là một nhóm vũ trang đe dọa hòa bình và ổn định của Colombia khi liên tục thực hiện nhiều vụ tấn công phá hoại các cơ sở quân sự lẫn dân sinh. NASA sẽ khởi động một sứ mệnh đầu tiên có tên là Lucy để nghiên cứu tiểu hành tinh Trojan, cũng là một vệ tinh của sao Mộc. Tiểu hành tinh này có thể chứa các chất mà các nhà khoa học tin rằng chúng là tàn tích của vật chất nguyên thủy hình thành nên các hành tinh bên ngoài hệ mặt trời. Tàu thăm dò không gian sẽ được cất cánh từ trung tâm vũ trụ Cape Canaveral ở Florida, được chở bởi tên lửa đẩy Atlas V do United Launch Alliance phát triển. Một liên doanh giữa Boeing và Lockheed Martin. Nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch, Lucy sẽ được đưa vào vũ trụ trong chuyến thám hiểm kéo dài 12 năm. Đây sẽ là lần đầu tiên mà NASA khám phá Trojan. Tiểu hành tinh này được đặt tên theo các chiến binh trong thần thoại Hy Lạp, có đường kính dài tới 225 km. Các nhà khoa học hy vọng sứ mệnh Trojan của Lucy sẽ mang lại những manh mối mới về các hành tinh trong hệ mặt trời được hình thành cách đây khoảng 4,5 tỷ năm như thế nào, cũng như là điều gì đã cấu hình nên vẻ bề ngoài hiện tại của chúng. Ngày 15 tháng 10, Bộ Y tế có công văn gửi các địa phương đề nghị tăng cường giám sát người về từ các khu vực có dịch để quản lý, không cho dịch lây lan giữa các tỉnh thành. Được biết, từ ngày 1 tháng 10 đến 16 tháng 10, có khoảng 180.000 người từ vùng dịch trở về 43 tỉnh thành, trong đó hơn 1.000 người xét nghiệm kết quả dương tính, dẫn tới Bộ Y tế đã lên tiếng cảnh báo. Các chuyên gia dịch tễ cũng khuyến cáo nguy cơ lây nhiễm khi dòng người đổ về quê. Ông Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, cảnh báo người về quê đợt này chủ yếu là từ các vùng có tỷ lệ lây nhiễm cộng đồng cao, trong số họ có thể có những F0. Ông Phu cho rằng những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine vẫn có thể bị nhiễm và lây cho người khác. Chuyên gia nói thêm, phần lớn các tỉnh miền Tây Nam Bộ và miền núi phía Bắc tiếp nhận số đông người dân trở về có tỷ lệ tiêm vaccine thấp, nên nguy cơ lây nhiễm cao. Những người từ vùng dịch về có thể mang theo mầm bệnh. Nếu không được phát hiện sớm sẽ khiến dịch bệnh bùng phát. Liên quan đến chiến dịch tiêm chủng ở thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố chiều 16 tháng 10 yêu cầu các quận huyện đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19. Trong bối cảnh hơn 1,6 triệu người trên 18 tuổi cần chích mũi 2, người dân đủ thời gian tiêm mũi 2 có thể chủ động đến điểm tiêm đăng ký, không phân biệt thường trú, tạm trú, chỉ cần là người đang cư trú đều sẽ được tiêm chủng đầy đủ. Theo quy định hiện nay, khoảng cách giữa hai mũi tiêm AstraZeneca tối thiểu là 6 tuần, Pfizer là 3 tuần, Moderna 4 tuần và Verocell 3 tuần. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, hiện số lượng vaccine dự trù để tiêm mũi 2 đã có đủ. Bên cạnh tăng tốc bao phủ tiêm vaccine cho người trưởng thành, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh còn đề xuất Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố cho phép triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19
Cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi từ ngày 22 tháng 10, Sở Y tế dự kiến tiêm tất cả trẻ trong độ tuổi này đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn, học sinh đang đi học từ lớp 6 đến 12, số lượng khoảng 780.000 em. Theo dự thảo, trẻ em trên toàn thành phố sẽ được tiêm mũi 1 trong vòng 5 ngày. Thời gian tiêm mũi 2 sẽ tùy vào hướng dẫn của nhà sản xuất vaccine. Thành phố đề xuất tổ chức tiêm chủng tại các cơ sở cố định và điểm tiêm lưu động, trường học trên địa bàn 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức sử dụng loại vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt cho lứa tuổi này. Vaccine được sử dụng 2 liều cơ bản và tiêm cùng loại. Cha mẹ người giám hộ thực hiện ký phiếu nếu đồng ý tiêm chủng cho trẻ. Trước đó, Bộ Y tế ngày 14 tháng 10 đã cho phép tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, theo lộ trình từ lớn đến nhỏ, ưu tiên lứa 16 đến 17 tuổi trước và hạ dần độ tuổi. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là cựu danh thủ Công Vinh bị bắt. Nhiều người còn chia sẻ bức ảnh vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên bị cảnh sát áp giải. Tuy nhiên, nhiều người tin ý chỉ ra đây là các bức ảnh được chỉnh sửa Photoshop. Nguồn tin từ Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an khẳng định chuyện vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên bị bắt là sai sự thật. Đại diện Cục cho biết vụ việc đang được điều tra làm rõ, tất cả biện pháp công an thực hiện đều tuân theo quy định pháp luật và sẽ sớm có kết luận đúng sai. Trước đó, qua mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng đã tố cáo hàng loạt nghệ sĩ khuất tất trong hoạt động quyên góp giải ngân tiền từ thiện. Ngược lại, nhiều nghệ sĩ như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Hằng đã vu khống, bôi nhọ và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý người phụ nữ này. Ngày 15 tháng 10, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết đã mời ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, danh hài Trấn Thành, MC Đại Nghĩa đến làm việc sau những lùm xùm về tiền từ thiện. Ngoài ra, đơn vị này đã yêu cầu cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng phối hợp rà soát tại các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của các cá nhân gồm ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, danh hài Trấn Thành. Hiện công an vẫn đang trong quá trình điều tra xác minh và không tạm giữ ai. Xin được cùng chuyển sang những thông tin an ninh xã hội trong nước. Thưa quý vị, lợi dụng chức vụ của mình thì ông Nguyễn Văn Tường là bí thư đoàn xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chiếm dụng hơn 187 triệu đồng số tiền hỗ trợ xây nhà chống lũ cho người dân để tiêu xài cá nhân. Sau khi có phản ánh của người dân lên Ủy ban Nhân dân xã đến ngày 7 tháng 10, ông Tường mới tiến hành giải ngân số tiền trên. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Quảng An, các đơn vị liên quan tiến hành kiểm điểm xử lý nghiêm ông Nguyễn Văn Tường và cho biết nếu có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển vụ việc sang cơ quan công an để điều tra làm rõ. Trong khi đó thì ở Đắk Nông, cơ quan điều tra tỉnh này cũng đã vừa khởi tố bắt tạm giam ông Trần Xuân Đỉnh và ông Phạm Văn Thuyên, nguyên là chủ tịch và phó chủ tịch của Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An, huyện Đắk Sông về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án trước đó thì công an cũng đã bắt giữ hai người là chi hội trưởng và hội viên thuộc Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An cùng hành vi trên. Hiện cơ quan công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, một vụ việc khá hi hữu khác xảy ra ở tỉnh Nghệ An. Vì thiếu tiền để chữa bệnh, ông Lo Phò Phản, sinh năm 1975, trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, cũng đã bán con gái ruột của mình qua Trung Quốc với giá 120 triệu đồng. Lúc đó, người con gái chỉ mới 13 tuổi. Sau 4 năm lưu lạc, nạn nhân trở về, đã tố cáo với cơ quan công an. Hiện công an huyện Kỳ Sơn đã bắt giữ khởi tố bị can đối với Lo Phò Phản về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Trước đó, hai đối tượng môi giới trong vụ việc cũng đã bị công an huyện Kỳ Sơn khởi tố. Chuyển sang những thông tin tiếp theo, phát biểu trong hội thảo khoa học chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025, mới đây nhiều chuyên gia ý kiến cho rằng thành phố nên nới lỏng hơn các biện pháp chống dịch, mạnh dạn mở cửa để tận dụng thời cơ phát triển kinh tế, đồng nghĩa với việc là chấp nhận số ca COVID-19 tăng cao nhưng ở mức kiểm soát được. Bên cạnh đó thì các chuyên gia cũng đề xuất thành phố cần phải có giải pháp hỗ trợ tài chính tín dụng cho các doanh nghiệp và gói hỗ trợ an sinh xã hội. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh cần sử dụng ngân sách để hỗ trợ 25% lương tối thiểu vùng cho người lao động áp dụng từ tháng 9/2021 tới tháng 3/2022, ước tính khoảng 4.000 tỷ đồng. Những nội dung góp ý của các chuyên gia về phục hồi phát triển kinh tế cho thành phố Hồ Chí Minh nói trên cũng là những gì mà chuyên mục vấn đề hôm nay chúng tôi muốn đề cập. Ý kiến của quý vị như thế nào về nội dung này có thể chia sẻ với FBNC qua phần bình luận bên dưới. Thưa quý vị, tiếp tục có những chỉ đạo để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên thị trường trong những tháng cuối năm, Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Quản lý Thị trường, Sở Công Thương, các tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, hạn chế hoạt động đầu cơ tích trữ xăng dầu, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, đồng thời đề nghị các đầu mối kinh doanh xăng dầu có kế hoạch chủ động tìm kiếm nguồn hàng, cung cấp đầy đủ cho thị trường nội địa, các loại xăng dầu doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh, không để gián đoạn nguồn cung trong hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp.
Kết thúc bản tin ngày hôm nay là thông tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời tiếp tục có không khí lạnh. Vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ. Vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng phía Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay. Còn Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.